cô gái không cắt tóc suốt 26 năm, được mệnh danh là công chúa tóc mây. Một phụ nữ Ukraine 38 tuổi đã không cắt mái tóc của mình kể từ năm 12 tuổi và bây giờ nó đã có độ dài 1,65 mét. Pala Perkova là một người mẫu có bộ tóc dài đến tận chân. Tôi đã không cắt tóc trong 26 năm nay, cô cho biết. Mặc dù có bộ tóc dài khác thường nhưng cô không sử dụng các sản phẩm tạo kiểu tóc đặc biệt, đồng thời khẳng định chiều dài mái tóc của cô là do di truyền từ mẹ. Mẹ tôi là một ví dụ về sắc đẹp và sự nữ tính. Bà vẫn có mái tóc dài khỏe mạnh ở tuổi 79. Tóc tôi bóng và khỏe là do có gen di truyền tốt và sức khỏe tuyệt vời. Tôi cảm ơn bà vì đã dạy tôi cách chăm sóc bản thân đúng cách, Perkova nói. Perkova cũng cho biết cô không tuân theo một chế độ ăn uống đặc biệt nào để giúp tóc mọc nhanh. Cô cũng không nhuộm tóc hay có các sản phẩm quy trình chăm sóc đặc biệt. Tôi chỉ cố gắng kiên trì. Tôi chải chúng nhẹ nhàng và chậm rãi. Perkova gội đầu 2 ngày một lần trong khoảng 10 phút và sử dụng máy sấy trong nửa giờ. Cô chỉ sử dụng dầu gội đầu thông thường và tránh các loại dầu dưỡng tóc. Nữ thần tóc nói thêm, trong 5 năm qua, độ dài mái tóc của tôi không thay đổi, chỉ có điều chất lượng của ngọn tóc đã được cải thiện. Perkova cũng tiết lộ rằng mái tóc màu nâu nhạt của cô sẽ biến thành màu vàng khi cô đứng dưới trời nắng vào mùa hè. Mọi người luôn bị sốc khi nhìn thấy mái tóc của tôi. Họ nói rằng tôi như một nàng công chúa trong truyện cổ tích, Perkova nói đùa. Chồng cô Eduard Ilzesuk cũng yêu những lọn tóc dài và hay giúp Perkova chải tóc hàng ngày. Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, Eduard không chú ý đến độ dài của tóc tôi, bởi vì tôi để kiểu tóc với những lọn tóc xoăn lên vai. Anh ấy chỉ chú ý tới nó trong lần gặp thứ ba. Nhưng Eduard không ngờ rằng tóc tôi dài đến tận sàn nhà. Anh ấy rất tự hào và đôi khi còn giúp tôi chải tóc, cô chia sẻ.